VinFast hé lộ thông số của VF6 và VF7 có dẫn động 4 bánh như trang bị sịn là đối thủ cạnh tranh của các mẫu xe SUV cỡ B và cỡ C. Trong khuôn khổ triển lãm Los Angeles Auto Show 2022 ở Mỹ, VinFast đã công bố thông số kỹ thuật cơ bản của VF6 và VF7. Cũng giống như VF8 và VF9, VinFast VF6 sẽ được bán ra thị trường với hai phiên bản Eco và Plus. Bản Eco sử dụng động cơ điện có công suất 174 mã lực và moment men xoắn 250 Nm, trong khi đó bản Plus dùng động cơ điện cho công suất 201 mã lực và moment xoắn 310 Nm cái phiên bản được sử dụng hệ dẫn động cầu trước Vinfast VF6 sở hữu kích thước tổng thể dài động cao lần lượt là 4.238, 1.820 và 1.594 mm, trung dài cơ sở 2.730 mm. Với kích thước trên, Vinfast VF6 thuộc phân khúc SUV crossover cỡ B ngang với Kia Seltos, Hyundai Creta. Bên trong khoang cabin, bản Eco có ghế bọc nỉ kết hợp da thân thiện với môi trường, còn bản Plus có ghế bọc da thân thiện với môi trường và cửa sổ trời toàn cảnh. VinFast VF6 có nằm chỗ ngồi, một số tính năng có thể quan sát qua hình ảnh như màn hình thông tin giải trí kích thước lớn, cần số và phanh tay điện tử, vô lăng tích hợp ga tự động, hiển thị thông tin lên kính lái. Trước đó, VinFast VF6 đã được trưng bày và chạy thử nghiệm tại nhà máy của hãng ở hai phòng. Còn thông số kỹ thuật cơ bản của VinFast VF7 cũng đã được công bố. Phiên bản Eco trang bị động cơ điện cho công suất 201 mã lực và mô men xoắn 310 Nm hệ dân động cầu trước. Phiên bản Plus trang bị động cơ điện cho công suất 349 mã lực, mô men xoắn cực đại 500 Nm hệ dẫn động 4 bánh. Kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 4.545mm, 4545, 1890 và 1 1635 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2840 mm. Như vậy, VinFast V7 ngang cỡ với Mazda CX-5, Hyundai Tucson. VinFast V7 có 5 chỗ ngồi, bản Eco dùng ghế nỉ, bản Plus dùng ghế da và có cửa sổ trời toàn cảnh. Ngoài những trang bị và tính năng tương tự như VF6, xe còn có thêm sạc không dây. VinFast V7 là mẫu xe được rất nhiều khách hàng mong chờ bởi kích thước và khoảng giá phù hợp với đa số khách hàng cùng thiết kế ấn tượng. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi hai anh em tiếp theo của nhà VinFast. Và anh em thích những mẫu xe nào, VF6, VF7 hay VF8 và VF9 có thể cho ý kiến bình luận bên dưới nhé.